Chọn một hình dáng bạn thích. Thị trấn của bé gấu trúc đang chờ đợi sự bảo vệ của bạn. Hãy bắt đầu cuộc tuần tra ngay hôm nay. Hãy di chuyển vô lăng và điều chỉnh tốc độ nhé. Siêu thị, bạn có thể giúp mình tìm ra hắn không? Bạn có biết kẻ xấu đó trông như thế nào không? Xem nào, hắn ta mặc một chiếc áo vest màu xanh lá cây, quần đen và quàng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Được rồi, đầu tiên chúng ta hãy ghép chân dung của kẻ xấu lại với nhau. Bây giờ hãy tìm ra kẻ xấu ở đâu. Tuyệt vời, cảm ơn bạn. Không có gì. Chọn một hình dáng bạn thích. Không nhìn thấy đường rồi, hãy bấm vào cần gạt và lau kính thủy tinh phía trước nhé. Wow, chuyện gì đã xảy ra thế? Mình đã bị lạc khỏi bố trong công viên. Wow, đừng lo lắng, hãy cùng nhau đi tìm bố của bạn nhé. Để tìm thấy bố của Quokua, bạn thật tuyệt vời. Giúp tớ bắt kẻ trộm được không? Không sao, cứ giao cho mình. Tiến lên. Không có gì, đó là nhiệm vụ của mình. Cảnh sát Kiki, nhiệm vụ đã hoàn thành. Không nhìn thấy đường rồi, hãy bấm vào cần gạt và lau kính thủy tinh phía trước nhé.
Đèn đỏ dừng lại và đèn xanh thì được đi qua. Chạy gần hết xăng rồi đổ xăng thôi nào. Đưa thẻ đổ xăng vào để đổ đầy xăng. Đổ đầy xăng. Bình tĩnh nào cô Pe, vấn đề ở đây là gì nào? Bãi đầu xe này thật vô tổ chức, tôi không thể lái xe của mình ra ngoài. Đừng lo lắng, cháu sẽ giải quyết giúp cô. Chở xe để đưa nó ra khỏi bãi đầu xe. Tuyệt vời, tất cả những chiếc xe đều đã được lái ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Mình muốn chia sẻ đồ chơi với bạn bè, nhưng mình không thể tìm thấy chúng. Bạn có thể giúp mình không? Không sao đâu, chúng ta hãy cùng nhau tìm kiếm chúng nhé. Những thứ này đã bị thất lạc, hãy giúp Hank tìm chúng. À, đồ chơi đấy rồi, hãy nhấp vào chúng. Hãy cùng tìm những món đồ chơi khác. Được rồi, chúng ta đã tìm thấy tất cả các món đồ chơi. Cảm ơn bạn. Đèn đỏ dừng lại và đèn xanh thì được đi qua. Xe buýt hơi bẩn rồi, hãy giúp mình rửa sạch và dọn dẹp nhé. Chào mừng bạn đến với tiệm rửa xe, hãy làm sạch xe nào. Đầu tiên kéo vòi phun nước để rửa sạch luôn. Nhấp
vào nút để phun dung dịch tẩy rửa. Chà, rửa xe thật sạch sẽ. Bây giờ hãy rửa sạch bọt. Chiếc xe đã sạch sẽ rồi, bạn cứ nhíu một chuyền ra. Bunny đã bị vướng vào dây nho và không thể cử động được. Đừng lo, chúng ta sẽ cứu bạn ấy ngay bây giờ. Ôi, mình không thể đi được. Đến cứu mình thôi. Kéo Kiki để di chuyển hộ và cứu Bunny. Có thứ gì đó đằng sau chiếc hộp, chúng ta không thể đậy thêm được nữa. Có thứ gì đó đằng sau chiếc hộp, chúng ta không thể đậy thêm được nữa. Bạn luôn có thể đến gặp cảnh sát Kiki nếu bạn cần giúp đỡ. Thị trấn của bé gấu trúc đã được bảo vệ thành công.